Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập đọc và viết số 3 nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đây là số 3. Chúng ta cùng đọc nhé. Số 3. Số 3. Sau đây là cách viết số 3. Số 3. Chúng ta hãy cùng xem lại cách viết số 3 nhé. Số 3. Số 3.